Mofo. Bởi vì ở mô Phật, mời vì chúng ta cùng nhau chấp ta là niềm danh hiệu bổn sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca conditions. The second one is the volitional or the karma. Thì rồi chúng tôi có bàn về cái nghiệp về thân cũng là về khẩu. So last time we discussed about the bodily karma. And the verbally karma, nghiệp về thân ha. Đôi khi chúng ta không có kiểm soát được cái thân của mình không có biết mình từ đâu đến. Khi chúng ta sanh ra, cha mẹ cho chúng ta cái thân này, chúng ta không có chọn lựa ha. So for the bodily karma, we didn't have a choice to select this physical body which was given by our parents. Tự nhiên vì những cái nghiệp trong quá khứ mình đã gieo, đã tạo. So of course, because of our past karma, that's why we have this physical body that relate to those karma. Và những cái nghiệp liên hệ đến thân nghiệp bao gồm sát, đạo, tà dâm. So the karma that relate to the body includes the killing, the stealing, and the sexual misconduct. Và kế đến là khẩu nghiệp. So the next one is the verbal karma, the speech karma, bao gồm những cái nghiệp mình thường làm, thường tạo, nó láo, nó lưỡi đôi chiều, nó lời thô ác, nói lời thiêu dệt. So relate to the speech karma, we have tell lie, double tongue, cursing, the visible speech, những cái nghiệp mà mình dễ tạo từ cái khẩu nghiệp của mình. Và đương nhiên trong quá khứ mình tạo những nghiệp đó, và trong hiện tại mình có những cái âm thanh rõ ràng trầm mặc, hay là đôi khi
vân vân, cũng từ cái khẩu nghiệp của mình trong quá khứ mà ra. So whether we have the clear speak that people can understand, or we cannot speak much, or we try to explain some things to other people, but it's not easy for us to deliver our message. And again, that's related to our past karma too. Đó là về khẩu nghiệp của mình ha, những điều mà chúng ta đã học vừa qua. So that's related to the speech karma that we have learned. Và hôm nay ha, chúng ta tiếp tục học về nghiệp, liên hệ đến ý nghiệp. Như chúng ta thường nghe đó, ba nghiệp thân khẩu ý ha. So we used to hear that three types of karma that come from our speech, our body, and our mind. So today we discuss about the mind karma, ý nghiệp đó ha. Thì như chúng ta đã học về cái phần đầu tiên, đó là vô minh. Vô minh tạo ra cái tâm tham, tâm sân, tâm ganh ghét đố kỵ của mình. So when we talk about the mind karma, that relates to our delusions, that brings for the greedy mind, or the anger, or the hatred. Cho nên đó, vì những cái tâm tình vọng động đó mà chúng ta tạo biết bao nhiêu cái nghiệp. So that's why we raise all kind of karmas because of the mind karma that lead to the greed, hatred, and delusion. Cho nên chúng ta thấy đó, trong kinh Đức Phật Ngài nhấn mạnh rõ ha, tâm là chủ, tất cả từ do tâm tạo. So in the sutra, the Buddha say that the mind is the horse, everything is come from the mind. Cho nên làm bất cứ chuyện gì mà chúng ta có chủ tâm, chủ ý, chủ đức thì chúng ta mới tạo cái nghiệp, hoặc là nghiệp xấu hoặc là nghiệp tốt. So whatever we do, whether it's good or bad, karma is come from our mind. Especially if we have intention to do those things in the past, in the present, and the future, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, bất cứ nghiệp gì phát khởi từ cái ý nghiệp là quan trọng, là trên hết. So that's why every karma that can be counted, that's come from the mind karma. Cho nên mình có cái chủ tâm, chủ ý, chủ đích là làm bất cứ cái nghiệp gì nó cũng tạo ra cái nghiệp. So when we have intention, we have the goal, and so forth, we do a certain type of karma, whether it's good or bad. Cho nên nếu không có cái tâm mà mình cố tình làm việc đó đó thì chưa hẳn là tạo thành cái nghiệp. So that's why if we don't have intention to do things, the karma would not be completed. Lấy ví dụ ha, như chúng ta lái xe mà chúng ta lỡ cán con chim, cán con chó, con mèo hay con vật gì đó, đó là vô tình, thì cái nghiệp đó nó nhẹ hơn là chúng tôi cố tình mà đụng, mà cản những con vật đó. So again, like while we're driving the car, we may hit the cat, the dog, or all kind of animals that's running on the street accidentally. So with that type of karma, it would be lesser than the karma that we have intention to hit them.
Cho nên đó là một trong cái ví dụ rõ nhất mà chúng ta có thể nhận thấy ha. So that is the clear example that we could recognize. That's the karma will be completed if we have intention to do things. Cho nên Đức Phật ngài dạy cái ý nghiệp nó rất là quan trọng. Do đó mà chúng ta phải biết cách chuyển hóa cái ý nghiệp của mình. So that's why the Buddha say the mind karma or the thoughts or the intentions is so important that we need to be careful. We need to control it, or we need to transform it from having bad thoughts or bad intention to good thought or good intention. Cho nên Đức Phật ngài dạy trong Bát Chánh Đạo đó phải có chánh kiến, là thấy rõ, hiểu rõ, hiểu sâu sắc cái lý nhân quả. Và đó là về thế tục đế, về những cái lẽ thật của cuộc đời. So that's why in the eightfold path, the first one, the Buddha remind us that we need to have the proper view of life, especially that relate to the cause and effect, that's relate to our secular life. Cho nên khi hiểu rõ cái lý nhân quả rồi đó, thì chắc chắn đó chúng ta sẽ chọn lựa những cái hạt nhân tốt để gieo trồng, sẽ được cái quả báo lành thiện sau này. So if we recognize with this proper view, we would plant the good seed or the good cause, so that we could harvest the good fruit or retributions in the future. Và để mà chuyển hóa cái phiền não khổ đau, mình cũng phải có chánh kiến, hiểu rõ sâu sắc về tứ diệu đế, để tu tập, để từ từ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, vòng sanh tử luân hồi. So talking about the transcendental path, if we want to transform our sufferings into happiness, we would need to follow or understand clearly the Four Noble Truths that the Buddha has laid out for us. Nên chánh kiến rất là quan trọng để chuyển cái ý nghiệp của mình. That's why the proper view or right view is so important, so that we could transform our mind karma. Nếu chúng ta không có hiểu rõ hay không nhận thức rõ được cái lý nhân quả đó, thì chúng ta tha hồ mặc tình mà tạo nghiệp này tạo nghiệp nọ, rồi mình phải chịu cái quả báo xấu. So if we don't have the proper views of life or the right views of life, we may be careless about doing in the commerce. We may say something that may be offended to other people, or we may do something that may go against other people's will, or may be harmful to them. And in the end, we will get back those bad karma. Cho nên khi chúng ta có chánh kiến rồi, thì chúng ta biết chọn lựa những cái hạt giống lành thiện mà chúng ta gieo, những cái hành động, cử chỉ, lời nói lành thiện. Chứ bằng không, nếu chúng ta nói lời nói sâu xa, chửi mắng người khác, có những hành động thô tháo, hãm hại người khác, thì chính mình sẽ chịu những quả báo đó. So that's why we need to recognize those type of views, the proper views of cause and effect. Cái thiết Đức Phật ngài dạy đó, chúng ta phải có chánh tư duy, là có sự suy tư
chân chánh. So the next one is that we have to have the proper thought of the right intention. Liên hệ đến mà chúng ta thường nghe đó ha, mỗi lần bước vào chùa chúng ta nhớ là cái câu ha, phải từ bi hỷ xả. So whenever we come to the temple, we recognize that there are models, like we have to be compassionate, we have to have the loving and kindness, we have to have the forgiveness and joyfulness. Đó là những cái tâm lành thiện, tâm từ bi đó, tâm thị xã đó là những cái tâm lành thiện, tứ vô lượng tâm đó. So those are the boundless mind, or those the good minds, or good thoughts that we need to abide to. Khi có những cái sự suy tư chân chánh như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ giúp cho chúng ta có lời nói, có hành trình cử chỉ từ bi hơn, hỷ xả những lỗi lầm người khác, nhẹ nhàng hơn, vân vân. So with those right thoughts or right intentions, we would have compassion, we would develop life in the path of loving kindness, of forgiveness, and so forth. Cho nên ý nghiệp này rất quan trọng mà Đức Phật Ngài nhắc và dạy chúng ta ha. So that's why the Buddha remind us that we need to pay attention on our mind karma. Rồi đó là ba nghiệp thân, khẩu, ý. So those are the three types of karmas: the mind karma, the bodily karma, and the verbal karma. Rồi kế đến ha, về phần tổng quát đó, có những cái loại nghiệp như là nghiệp hỗ trợ. So the next one we talk about the general types of karmas. For example, the first one, what you call supportive karma. Những cái nghiệp hỗ trợ này có cái nghĩa là mình làm việc gì đó đó, mình được người khác hỗ trợ mình, hoặc là mình hỗ trợ người khác cho thành công, cho thành tựu dễ dàng hơn. So those supportive karmas is the karma that we help others to accomplish their goal, or other people support us or help us to accomplish our goal. Ví dụ như là cha mẹ lo lắng cho con cái ăn học thành danh thành tài. So like the parents support and guide the children to achieve their educational goals, to become doctor, engineer, and so forth. Như cha mẹ vừa nuôi nấng chúng ta, cũng như là lo lắng về tiền bạc, hướng dẫn chúng ta ăn học, học làm bác sĩ, làm kỹ sư, vân vân. So they support us emotionally, psychologically, and financially, so that we can finish our college degree, or we can have doctor degree, and so forth. Và ngược lại cũng vậy, khi cha mẹ bệnh hoạn hoặc là cha mẹ giàu yếu đó, Đức Phật Ngài dạy ha, và bổn phận làm con, chúng ta phải lo lắng về sức khỏe, chỗ ăn, chỗ ở của cha mẹ. So vice versa, when the parents are sick, or when the parents are getting older, we support to help them out, or provide food for them, provide the shelters, or even help them
to go to the temple to develop their spiritual life and so forth. Thì trong kinh Thiện Sanh đó, Đức Phật ngài cũng có nói rõ là bổn phận cha mẹ là lo lắng cho con cái, cưới vợ cưới chồng cho con cái, dạy dỗ con cái làm những điều lành điều thiện vân vân. So this one sutra, what we call the six directions sutra, the Buddha provides the guidelines for the parents to guide and help their children in the proper paths. They help them to get the proper marriage or guide them in the spiritual path too. Cũng vậy ha, con cái cũng phải có bổn phận như vậy ha. Vừa lo cho sức khỏe của cha mẹ, vừa lo cho chỗ ăn chỗ ở của cha mẹ, cũng như là khuyến khích cha mẹ quy hướng và tam bảo. So the children supposed to help the parents to feed them when they get it older, to shelter them, to encourage them to follow Buddhism. Đó là giữa cha mẹ với con cái hỗ trợ với nhau, tạo những nghiệp lành thiện hỗ trợ với nhau đó ha. So those are the supposed to commerce between the parents and children. Và giữa vợ chồng cũng vậy. Đức Phật ngài dạy đó, cũng trong kinh Thiền Sanh đó, là bổn phận người vợ làm sao, bổn phận người chồng làm sao, hỗ trợ vợ làm sao, hỗ trợ chồng thế nào. So within that sutra, the Buddha lists out the five responsibilities that the husband and the wife need to have for each other. Lấy ví dụ như người chồng phải kính trọng người vợ, phải lo lắng chăm sóc sức khỏe cho vợ, vân vân. So like the husband need to take care of his wife's health as well as the clothes and so forth for his wife. Và ngược lại cũng vậy, người vợ cũng có bổn phận phải lo lắng cho người chồng, phải sống trinh thuận với nhau, phải biết lo lắng trong ngoài cho chồng, vân vân. So the spouse, they need to be faithful, they need to support each other in and out, they need to share anything that they may have together. Đó là nghiệp hỗ trợ giữa chồng với vợ. Rồi đương nhiên Đức Phật ngài cũng dạy đó, trong cái kinh Thiền Sanh đó đó, Đức Phật ngài dạy những cái loại bạn mà mình phải thường giao du, thường qua lại. So in that sutra, the Buddha mentioned about some types of friends we need to associate with. Definitely, we need to set out the good friends to socialize with. Đương nhiên, cũng trong kinh đó đó, Đức Phật ngài dạy đó, mình cũng phải thường qua lại với những người bạn lành thiện, để hỗ trợ với nhau làm những cái điều lành thiện, tránh những người bạn ăn chơi cờ bạc vân vân. So he reminds that we need to stay away from those friends that involve in alcoholism, gambling, or any types of bad additions, so that we could create good karma with each other. Thì chính nhất
là mình phải lựa, phải chọn những bạn hiền bạn lành đó để mình hỗ trợ với nhau để mình làm những việc lành thiện. So we need to be selective whenever we deal with other people. We need to select out the good friends to hang around so that they could encourage us to do good deeds, and vice versa, we could encourage them to do good deeds. Nhất là khi mình hiểu đạo Phật ha, mình tìm những người bạn tin tam bảo, biết tu tập, nhưng mình có những người bạn đời cũng như người bạn đạo hỗ trợ với nhau về chuyện đời cũng như hỗ trợ với nhau về chuyện đạo. So we need to choose the friends that could support and help us to do business in the secular life, as well as finding the friends that may follow Buddhism or practice Buddhism. Nên mình chọn những người vừa hiểu đời và vừa hiểu đạo, thì đa phần là những người bạn đó là hiền lành nhiều hơn, có tâm lành thiện nhiều hơn. So mostly if we choose the friends that believe in Buddhism as well as helping us to do business or study and so forth, we would have the good supporter in the long run. Cho nên đó là cái nghiệp hỗ trợ mà chúng ta phải tìm những người bạn đó ha. So those are the supportive karmas that we need to find friends to support us in the secular life as well as the spiritual life. Nên ngài Quy Sơn ngài có dạy đó ha. Mình đi xa thì phải chọn bạn hiền lành, cũng giống như đi trong sương, từ từ sẽ thấm nước vào áo vào thân ha. So that's one patriarchs, Zen patriarchs, Quy Sơn, he advised people to choose the good friends on the journeys of life, or whenever we do things, we need to choose good friends. Like we walk through the dew, and eventually the water would we would feel the water go through our clothes, our skin. Nên phải chọn bạn hiền là vậy. Rồi giữa thầy cô giáo và học trò cũng vậy. So the next one, the relationship between the teachers and the students. Chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày, nhờ có thầy cô giáo, nhờ có những vị giáo sư dạy chúng ta mà chúng ta mới thành danh thành tài. So in life, due to the teachings or the guidance of our teachers, from the elementary level up to the college level, we have those teachers or professors that teach us all kinds of subjects that we could gain more knowledge about life, or we could accomplish our degree. Những vị giáo viên như vậy từ bậc tiểu học lên trung học rồi đại học, nhờ những vị giáo viên, những vị giáo sư đó hướng dẫn dạy dỗ chúng ta, cho nên chúng ta mới tăng trưởng kiến thức của mình về môn học này, môn học đó, cũng như là bằng cấp này, bằng cấp khác. So that's why we did the teachers, the two guys and teachers, so that we can gain more knowledge about lives as well as the spiritual life. Cho nên,